xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 7.8 để đến với phần 2 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Trong phần 1, chúng tôi đã cùng nói về 8 điều kiện để được an ổn, trong đó có điều kiện có được những người bạn chân thật trong cuộc sống. Vậy thì Học Nhân có một câu chuyện nào về những người bạn chân thật trong cuộc sống không? À, không phải là câu chuyện mà con hỏi cho thầy. À, con có quen một người bạn thân với con lắm. Thì cái người bạn thân mới nói với con là cái người bạn mới con mới kết bạn chung là không có tốt. Thì thưa thầy, làm sao con biết là người bạn thân của con nói là sự tốt hay là nói cái sự thật? Rồi làm sao con biết cái người bạn mới là tốt hay là không? Cái câu hỏi khá tới thì cảm ơn cô Hồng Vân. Thực ra thì nếu không phải là bạn của cái người đó thì cũng khó để có thể đánh giá được người đó là tốt hay là xấu. Nhưng mà trong trường hợp cái người vừa mới quen, không có quen biết cái người thứ ba mà đã vội vã đánh giá người thứ ba thì nó cũng hơi quá sớm, phải không? Trừ trường hợp họ đã từng quen biết với cái người đó, họ đã có những cái cách đánh giá qua những cái sự kiện mà người kia đã thể hiện bằng những cái lời nói, bằng những cái hành động, bằng những cái suy nghĩ và cái người đó đã chứng kiến, thì lúc bây giờ đó họ mới có cái khả năng để đưa ra cái nhận xét. Còn nếu mà họ chưa bao giờ gặp người đó mà họ đánh giá như thế này, đánh giá như thế kia thì e rằng là cái sự bình phẩm đó nó thiếu chính xác. Dạ, vậy thưa thầy, có phải là cái người mà nói xấu cái người mới á tạo ra cái hộp giống xấu không thầy? Đúng vậy, nếu mà họ nói những cái điều mà không có đúng với sự thật thì trong giới luật của đạo Phật gọi là vọng ngữ, phạm vào cái giới vọng ngữ thì họ đã tạo cái hạt giống gọi là chủng tử bất thiện, hạt giống xấu, thì tất nhiên là cái nhân nào quả đó. Nếu mà cái hạt giống đã xấu thì cái nhân, cái quả tất nhiên là phải xấu chứ không thể nào tốt đẹp như là mình nghĩ. Do vậy mà tất cả chúng ta dù là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta muốn được người khác kính trọng, được người khác thương mến và muốn hưởng một cái phúc quả thì chúng ta phải nói những cái lời chân thật, không có nên bịa những cái chuyện mà nó không phù hợp với sự thật để chúng ta bôi nhọ, chúng ta chỉ trích, chúng ta chụp mũ vân vân. Bởi vì ở đời này không ai có thể giấu ai bất cứ một cái điều gì cả. Người ta nói rằng là mình có thể chê mặt trời, mình có thể chê mặt trăng, nhưng mà mình không thể chê đậy sự thật được. Có một điều mà mình không thể giấu được đó là sự thật. Thành ra thế nào rồi trước sau nó cũng lòi ra, giống như là nói là cây kim mà bọc vào trong dễ thế nào nó cũng trong vải, phải không? Thế nào nó cũng lòi ra. Thành ra không thể nào mà che giấu được. Thì che giấu trong một cái thời gian ngắn nào đó thôi, nhưng không thể nào che giấu mãi mãi. Dạ. Dạ. Vì con biết là có nhiều người có cái thói quen là nói xấu người ta. Thì cái thói quen đó phải chỉnh lại để mà tạo ra cái hộp giống rất là tốt. Đúng vậy. Đúng vậy. Nếu mà bây giờ cô đến gặp một cái người nào đó mà người ta nói xấu người A thì trong tương lai họ cũng sẽ nói xấu cô thôi. Họ nói xấu người A được thì họ nói xấu người B được, họ nói xấu người C được. Cái người nào mà có cái tật ưa đi nói xấu người khác thì mình biết cái tính của họ không tốt. Họ là cái người không có hiền, không có lương thiện. Bởi vì họ nói xấu người khác được thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ nói xấu mình được. Mình phải cẩn thận đối với những cái người mà hay bôi nhọ nói xấu người khác. Phải rất là cẩn thận. Vậy thì bạch thầy, nếu mình là người đứng bên cạnh nghe cái người đó nói là ồ người A không tốt, người B không, người xấu, là rồi mình nghe như vậy á, thì
mình có nên nói với họ, mình nên chỉnh họ, hay là mình có thể nói là xin lỗi chị hay anh nói vậy là không phải, mình có quyền nói như vậy hay không, hay là mình làm biết có thể là mình có thể làm tổn thương đến họ một chút. Mình nếu mình thấy họ nói mà mang cái tính cách bất thiện, hung hăng, chụp mũ thì mình phải khuyên họ là nên tự chế. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta là không nên tin bất cứ điều gì, kể cả đó là cái điều được gọi là truyền thống và bao gồm cả những lời dạy của Đức Phật, mà Ngài nói rằng là phải tìm hiểu thật rút ra, mang ra ứng dụng vào đời sống thực tế. Và nếu cái điều mà mình nghe, mình hiểu, mình ứng dụng vào đời sống thực tế mà nó mang lại cái hạnh phúc, an lạc đích thật, thì lúc đó mình mới tin. Đó là một cái thông điệp rất là dân chủ, rất là thoáng mà Đức Phật đã gửi đến cho thế giới nhân loại cách đây gần 3.000 năm. Cho nên mình là những người tôn trọng sự thật, thì khi mình nghe bất cứ ai phê phán một cái người nào đó mà mình không biết cái đó thật hay hư, mình phải tìm hiểu, mình phải kiểm chứng. Khi mà mình biết cái đó là sự thật 100%, lúc bây giờ mình mới tin. Dạ thưa thầy và hai bạn, Diệu Huyền có một cái trường hợp là khi mà Diệu Huyền kết bạn với một người nào đó thì có đôi khi cha mẹ của Diệu Huyền hoặc là bạn bè của Diệu Huyền nói rằng cái người đó không có tốt, cái người đó sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu lên cuộc sống của mình. Nhưng mà Diệu Huyền nghĩ là Diệu Huyền sẽ cố gắng sửa đổi người đó, Diệu Huyền sẽ kết bạn với người đó và làm cho người đó tốt lên. Và có đôi lúc thì mình có thể thay đổi được, nhưng mà có đôi lúc thì mình cũng không thay đổi được họ. Và lúc đó thì cha mẹ của Diệu Huyền hoặc là bạn bè thì lại quay qua nói là đó, họ đã cảnh báo trước rồi mà tại vì mình không nghe cho nên bây giờ mình mới phải lãnh những cái hậu quả xấu như vậy. Vậy thì thầy nghĩ sao về vấn đề này? Cảm ơn cô Diệu Huyền. Cái điều đó nó cũng rất là tự nhiên, bởi vì cha mẹ là những cái người mà họ có nhiều cái kinh nghiệm, họ đi trước chúng ta nhiều bước, họ đã gặp phải những cái trường hợp như thế này, trường hợp như thế khác, và họ hiểu được vấn đề. Còn những cái người mà mới lớn lên đó, chưa có va chạm, chưa có những cái kinh nghiệm nhiều trong cái đời sống thực tế, mình chỉ học những cái lý thuyết ở trường thôi, chứ không phải là chạm trán với những cái thực tế của cuộc đời. Do vậy mà đôi khi đó thiếu kinh nghiệm, không có đánh giá, hay kể là không có một cái nhìn chính chắn để có thể hiểu được người nào là tốt, người nào là xấu. Còn cha mẹ hay là những người lớn tuổi, họ đã gặp những cái tình trạng như thế này, như thế khác trước đó, cho nên họ có những cái kinh nghiệm và muốn truyền đạt cái kinh nghiệm đó cho chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng, chẳng hạn như là cũng một cái bánh ít. Nếu mà người thì có một cái kinh nghiệm như thế này, người có cái kinh nghiệm như thế khác, cùng một cái dĩa tương có ớt, cái độ mặn như nhau, nhưng mà người thì có cái cảm nhận khác với những cái người khác, chứ không phải là ai cũng có những cái kinh nghiệm như nhau. Nhưng mà dù sao thì những cái người đi trước họ vẫn có cái kinh nghiệm tốt hơn là những cái người trẻ mà chưa có bước chân vào đời, gặp những cái thất bại hay là những cái bài học đáng học. Dạ thưa thầy, vậy thì nếu mà lúc nào mình cũng tránh đi những cái người xấu, mình không hóa giải họ, mình xa lánh họ, vậy thì suốt đời họ sẽ không bao giờ được soi sáng hả thầy? Cái đó là cái tâm lý phổ quát của một người bình thường, nhưng mà đối với Đạo Phật thì người càng xấu và chúng ta càng tìm cách để giúp họ trở thành những người tốt. Cho nên khi mà Đức Phật đi đến một cái làng đó để mà giáo hóa độ sinh đó, thì bị người dân làng họ không hiểu, cho nên họ chửi. Tôn giả A Nan và những vị khác bạch với Đức Phật hay đi sang một cái làng khác, thì Đức Phật nói rằng là nếu mình là một bác sĩ thì giữa cái người bệnh nặng và cái người bệnh nhẹ, người bác sĩ nên chữa cái người nào trước? Thì mọi người nói rằng là bác sĩ thì phải chữa cái người bệnh nặng cấp cứu trước.
Thì Đức Phật dạy đúng vậy. Bởi vì cái dân làng ở đây họ không có hiểu đạo, họ sống với bằng cái tâm niệm ác, cho nên giống như là một cái con bệnh này, mình còn phải giúp cho họ, cho không nên bỏ đi sang cái làng khác. Nếu mà sang làng khác người ta cũng chửi bới như vậy thì mình sẽ xử trí như thế nào, đại khái như vậy. Thì nói chung á, nếu chúng ta học cái tư tưởng của Bồ Tát Hạnh thì chúng ta không có bỏ rơi, mà chúng ta tìm cách để mà chúng ta cứu thoát, nhất là Bồ Tát Địa Tạng vào trong địa ngục để mà cứu những cái chúng sinh ở những cái cảnh giới rất rất là khổ của địa ngục. Ngài nói rằng là nếu có một chúng sinh nào ở cảnh giới địa ngục mà còn khổ đau, chưa có được giải thoát, thì Ngài nguyện không có chứng lấy cái quả vị giải thoát nước bạn. Đó là một cái lời nguyện rất là lớn của những vị Bồ Tát lớn. Còn chúng ta thì nó khác, nó tùy theo cái hạnh nguyện của mình mà chúng ta có những cái cách dấn thân vào đời, miễn sao nó thể hiện được cái lòng từ bi và trí tuệ của những người Phật tử. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 2 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Rất tiếc thời lượng chúng tôi không cho phép đi xa hơn. Mọi thắc mắc về vấn đề tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự hoặc Chùa Diệu Pháp với số điện thoại hiện trên màn hình. Xin kính chúc quý vị tâm thường an lạc, phước khỏe trải nghiệm. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng